Thưa quý vị, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa to đến rất to, gây sạt lở ngập sâu cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương lên phương án di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, ngập lụt để tránh những thiệt hại có thể xảy ra. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Tại huyện Phú Lương, mưa lớn kéo dài khiến đường tỉnh lộ 263 qua địa bàn xã Phủ Lý bị ngập 8 điểm. Tại các điểm ngập, mực nước dâng cao từ 1m đến 1,5m. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và mưa lũ được cảnh báo còn kéo dài, chính quyền xã Phủ Lý đã cắt cử cán bộ ứng trực tại các điểm ngập lụt cục bộ, canh gác đầy đủ, không để người dân di chuyển qua khu vực ngập. Ngập cục bộ, chia cắt nhân dân nó thành nhiều cái khu độc lập ra. Đối với những phương án như vậy thì ủy ban nhân xã Phủ Lý đã có những cái phương án là huy động cái lực lượng 4 tại chỗ, có là huy động lực lượng dân quân này, lực lượng an ninh trật tự cơ sở này. Đấy, và bà con nhân dân, lực lượng đoàn viên thanh niên đấy, giúp đỡ bà con nhân dân là di chuyển những cái đồ đạc mà nó có nguy cơ bị ngập úng và nguy cơ bị sạt lở chuyển đến nơi an toàn. Trên địa bàn huyện thì đến thời điểm hiện tại là qua ước tính là có khoảng 60 điểm là có nguy cơ là có ngập úng cục bộ khi có mưa lớn kéo dài trên 100mm trong vòng 24 giờ. Thế và sạt lở đất thì chủ yếu là sạt lở ta luy dương của các cái tuyến đường, trục đường giao thông cũng như là một số ảnh hưởng một số những hộ dân mà làm nhà sát với lại các cái chân đồi. Thì với sự chỉ đạo quyết liệt cũng như là kịp thời thì trong 6 tháng đầu năm mặc dù là cũng có nhiều ảnh hưởng như vậy nhưng mà tuy nhiên trên địa bàn huyện thì cũng chưa xảy ra những tình trạng cũng như là những vấn đề gì mà đều nằm trong tầm kiểm soát, cũng không có thiệt hại về người. Mưa lớn cũng khiến tình trạng sạt lở bờ sông cầu đoạn qua địa bàn xã Nhã Lộc, huyện Phú Bình tiếp tục mở rộng thêm. Vị trí sạt lở đã gần sát vào khu vực sinh sống khiến cho nhiều người dân rất lo lắng. Đất của tôi là bây giờ là nó sạt tầm độ 6-7 mét, tức là bên ngoài nếu như mà nó ra mép nước là phải tới 7 mét, nhưng mà nó từ rìa bờ sông ra vào là mất độ 6 mét. Mong thôi thì cấp trên thì các ban ngành rồi các cấp huyện, cấp tỉnh rồi bên nhà nước coi như thế là ủng hộ làm thế nào kia chứ. Bà con chúng tôi thì cho chúng tôi ở cho nó yên tâm. Còn tại huyện Định Hóa, từ chiều ngày 29 đến ngày 31 tháng 7, trên địa bàn huyện có mưa lớn cục bộ, có nơi lượng mưa đạt mức hơn 300mm, gây ngập lụt tại nhiều địa phương. Mưa lớn đã khiến một người bị nước cuốn trôi, một số tuyến đường chính bị ngập, bị sạt lở, chia cắt. Đặc biệt, trên tuyến quốc lộ 3C, đoạn qua xã Quy Kỳ có hàng chục điểm sạt lở, nặng nhất là khu vực đèo So, đất đá trượt xuống mặt đường với khối lượng khoảng 1.000 mét khối, các phương tiện giao thông không thể di chuyển qua. Văn phòng chúng tôi cũng tham mưu cho Sở Nông nghiệp trình ủy ban tỉnh ban hành các cái chỉ đạo công điện về chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó, xây dựng các cái phương án đảm bảo an toàn cho các cái, đặc biệt là cái công trình thủy lợi, công trình đê điều, những cái cảnh báo hoặc rà soát đối với cái khu vực dân cư có cái nguy cơ bị sạt lở để xây dựng các cái phương án ứng phó và khắc phục ngay khi có thiên tai xảy ra, đảm bảo được cái tính mạng như tài sản của nhân dân. Trước diễn biến phức tạp của tình hình thiên tai, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục yêu cầu các địa phương phải bám sát địa bàn, bố trí lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, công an chốt chặn tại các tràn nguy hiểm, kiên quyết không để người dân đi qua, đồng thời sẵn sàng phương án di chuyển người dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Từ đêm 30 cho đến sáng ngày 31 tháng 7, tại Bắc Cạn tiếp tục có mưa lớn. Sau 3 ngày mưa liên tục, đất ngấm no nước đã liên tiếp xảy ra sạt lở làm tê liệt nhiều tuyến đường huyết mạch, đe dọa an toàn người đi đường. Trên tuyến quốc lộ 3 nối Bắc Cạn với Thái Nguyên, sạt lở xảy ra đêm 30 tháng 7, rạng sáng 31 tháng 7 tại địa phận xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, gây tắc đường, các phương tiện tạm thời chưa thể lưu thông. Tuyến quốc lộ 3B đoạn qua xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, nối thành phố Bắc Cạn đi huyện Chợ Đồn, khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, đã lấp toàn bộ mặt đường, gây tắc đường từ đêm qua đến sáng nay. Khu vực đèo Ba Bồ, huyện Chợ Đồn cũng bị sạt lở, làm giao thông từ huyện này đi một số địa phương của tỉnh Tuyên Quang bị gián đoạn. Trên tuyến quốc lộ 3C nối huyện Chợ Đồn Bắc Cạn với huyện Định Hóa Thái Nguyên, nhiều vị trí trên đèo So cũng bị sạt lở. Trên bề mặt tuyến đường BOT từ huyện Chợ Mới Bắc Cạn đi Thái Nguyên, đoạn qua xã Quảng Chu xuất hiện vết nứt lớn cắt ngang mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sự cố bất ngờ. Ngoài ra trên một số tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, sạt lở xảy ra ở nhiều nơi khiến giao thông tê liệt tạm thời. Những ngày qua, tình hình mưa lớn diễn ra trong nhiều ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Hạ Long nói riêng đã khiến cuộc sống người dân nơi đây ảnh hưởng.
Cho đến hôm nay, 31 tháng 7, những trận mưa lớn vẫn liên tục trút xuống, dù cường độ có giảm so với 2 ngày trước đó. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở lớn hơn nhiều vì đồi núi đã ngậm nhiều nước do mưa liên tục suốt những ngày qua. Hiện trên địa bàn thành phố Hạ Long đã xảy ra một số vụ sạt lở tại một số khu vực, nhưng may mắn không gây thiệt hại về người. Cuộc sống của bà Mai Thị Tuyền và cụ bà 97 tuổi ở tổ 6, khu 1B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long đã ổn định hơn sau vụ sạt lở vào đêm ngày 29 tháng 7 vừa qua. Ngôi nhà nhỏ bị sập đổ một bên trong đêm khuya, nhưng may mắn không có thiệt hại về người. 12 giờ 17 phút giờ đêm ấy, thì bà với lại bảo là thì muộn rồi, định tắt điện thoại để đi ngủ. Thì đa vừa tắt điện thoại thì nó đem làm cái rầm đấy. Thì bà lại nghĩ là họ đổ vật liệu ở mặt dưới này cơ. Thì bà với lại ra ngoài và ngó xem là họ đổ vật liệu không mà làm to vậy. Nó đổ với rầm ấy. Và xong rồi đến lúc nhìn không thấy gì thì bà lại quay vào nhà, thì đang bước lên vào đến cửa nhà thì là nó lại đổ một cái rầm. Đây chính là khu vực tuyến kè tại tổ 6, khu 1B, phường Hồng Hải bị sạt lở, gây hư hỏng một gian nhà của một hộ dân ngay phía dưới. Ngay trong sáng ngày 30 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hải đã tổ chức di rời khẩn cấp 7 hộ dân ra khỏi khu vực này. Các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở đã được Ủy ban Nhân dân phường di rời về nhà văn hóa khu 1B. Các lực lượng của phường đã tổ chức căng dây, cảnh báo nguy hiểm và bố trí phủ bạt khu vực sạt lở. Trước cái sự việc như thế này thì đối với người dân ở đây thì rất là hoang mang. Bởi vì đây là một cái con đường mà đã được nhân dân làm đây rất là lâu rồi. Cho nên sau cái sự việc này thì sau đó thì tất cả ở khu vực này đã được là các đồng chí trong ban lãnh đạo khu phố và công an phường cũng như là ban cái đội trật tự thì đã vận động nhân dân tất cả phải di rời hết ở những khu vực này để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi có sự cố, nếu trường hợp nó xảy ra sạt lở là rất là nguy hiểm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, ngày 30 và 31 tháng 7 tại khu vực trong tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 20 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Nguy cơ mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ ở một số tuyến phố, tuyến đường, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, gây sạt lở các bãi thải, hầm lò, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Phương án khắc phục trong thời gian tới, thành phố đã chỉ đạo đối với lại các cơ quan chức năng của thành phố, ví dụ như là Ban Quản lý Dịch vụ Công ích, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng của thành phố và Ủy ban các xã phường tổ chức kiểm tra, thống kê thiệt hại và đề xuất cái biện pháp xử lý để đảm bảo nhanh nhất có thể để khắc phục lại những cái thiệt hại do mưa lớn kéo dài gây ra. Đặc biệt là đối với những cái khu vực mà có liên quan đến cái hoạt động rồi là sự an toàn sinh sống của người dân thì là ưu tiên để phải triển khai thực hiện trước. Để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản, thành phố Hạ Long cũng yêu cầu Ủy ban dân các xã phường tiếp tục huy động nhân lực, vật lực, tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có người dân đang sinh sống ở các tuyến đồi cao, khu vực vùng trũng, tiến hành phong tỏa các khu vực có nguy cơ sạt lở để cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi để có hướng xử lý khi xảy ra các sự cố khẩn cấp. Sáng 31 tháng 7, đại diện Công an Hà Nội cho biết một số khu vực ở các huyện Chương Mỹ và Quốc Oai vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Hàng nghìn hộ dân bị ngập sâu đang cần được hỗ trợ di rời. Do ngập lụt kéo dài khiến mọi sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân vùng rốn lũ ở Hà Nội bị đảo lộn. Lực lượng công an đã giúp dân sơ tán tài sản, tiếp tế mì tôm, sữa để có thể giảm bớt những khó khăn trước mắt. Theo đó, tại huyện Chương Mỹ có 24 thôn xóm bị ngập, trong đó có 1.343 hộ bị ngập từ 0,5 đến 2 mét, 1.501 hộ bị ngập lối đi. Theo thống kê, khoảng 1.000 hộ dân ở vùng ngập sâu nguy hiểm thuộc diện có nguy cơ phải sơ tán khẩn cấp. Công an huyện Chương Mỹ đã huy động lực lượng cùng chính quyền địa phương hỗ trợ di rời tài sản và sơ tán người dân đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng chèo thuyền đến từng nhà để tiếp tế nhu yếu phẩm, mì tôm, sữa nhằm giảm bớt khó khăn trước mắt cho người dân. Ngoài đảm bảo nguồn nhu yếu phẩm đầy đủ tới các hộ dân, Công an huyện Chương Mỹ đã cử lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, nhất là khu vực người dân đang sơ tán, đồng thời phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể tổ chức ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó kịp thời, cứu nạn, cứu hộ.